một hồn cá koi và mấy con chó Nhật, Shih Tzu, mũi tẹt dễ thương lắm. Bên cạnh đó cô vẫn làm cái việc, những việc chính cô phải làm. Thí dụ như là cô đang chuẩn bị được một nửa của cái cuốn hồi ký và cô đang lên cái dự án để làm một cái cuốn phim về cuộc đời chú. Đọc nhiều lắm, không thể nói là có cái ấn tượng nào về bất cứ cái gì đặc biệt hết. Nhưng mà cuốn sách, những cuốn sách hay thì cô đọc. Và phim thì cô thích những cái loại phim cổ trang của Đại Hàn. Bởi vì là trong đó nó có cái chung hiếu nghĩa. Nhất là những cái cuốn phim mà nó có cái đề tài mà đáp lại cái lòng hiếu thảo, hay là có một chút anh hùng với đất nước, thí dụ thì là cô cũng thích, cô thích lắm. Việt Nam có thể là bởi vì nơi đây mình sinh được sinh ra và mình lớn lên. Ở Việt Nam thì có chỗ nào cũng đẹp. Cô vừa mới đi Tràng An về, trời ơi cô thích quá, 3 tiếng đồng hồ đó cô như sống trên mây, đẹp lắm, rất đẹp. Cô muốn người ta khen mình ở những điều thật. Thí dụ như là nếu mà nói cô là bây giờ cô khỏe hơn, thấy cô khỏe ngày xưa. Nhưng mà cô không muốn người ta khen cô trẻ hay là đẹp. Tại vì theo thời gian thì dĩ nhiên cái những điều đó nó không có. Hoặc là cô hát hay, thì cô thường hỏi là hát hay ở bài nào, rồi nói bài đó ở đoạn nào, tại sao hay. Cô muốn biết như vậy, cô không muốn nghe những cái lời khen trên đầu môi. Cô không muốn, tại cái đó nó không có cho cô vui mà cho làm cho cô bực mình. Tại vì cô biết người ta không khen thật, cô thích nghe những điều thật. Để làm gì? Để biết là mình sống đúng hay không, mình làm có đúng hay không. Tất cả nhiều lắm. Nếu nói về âm nhạc, về nhạc chú thì nhiều lắm. Nào là hồi ký, nào là phải đi hát như thế này, hoặc là làm một cuốn phim, hoặc là phải thu những cái bài mà cô chưa thu. Nhiều lắm, nếu mà nói về tất cả những điều đó, những điều mà chú muốn cô làm hay chú đã làm trước đây dở dang, cô phải làm hết. Mà nhiều khi cô không có nghĩ là mình phải làm gì, nhưng mà chú cho cô biết là chú muốn làm cái đó, thì tốt nhất là cô làm theo ý chú là cô vui thôi.